viêm phổi, viêm màng não mô cầu, cúm. Đây chỉ là 3 trong nhiều bệnh nguy hiểm thường xuất hiện vào mùa thu đông. Với những người có sức đề kháng yếu, nguy cơ nhiễm bệnh vào mùa này là khá cao. Đáng lo ngại hơn, nhiều bệnh gây nên những biến chứng nặng có thể dẫn đến tử vong. Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị đến với chương trình Bác sĩ của bạn trên kênh VTV8 Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của hệ thống trung tâm tiêm chủng cho trẻ em và người lớn VNVC. Thưa quý vị và các bạn, những người có sức đề kháng yếu lúc nào cũng rất dễ nhạy cảm với mầm bệnh. Và vào mùa thu đông là mùa có thời tiết thay đổi thất thường, cũng là lúc nhiều bệnh truyền nhiễm xuất hiện. Và đây cũng là thời điểm mà những người có sức đề kháng yếu dễ nhiễm bệnh nhất. Vậy để bảo vệ cho người có sức đề kháng yếu trong mùa thu đông, chúng ta cần phải lưu ý những gì? Đó cũng chính là nội dung của chương trình ngày hôm nay. Trước tiên xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một clip ngắn sau đây. Vào mùa thu đông, nhiệt độ độ ẩm thay đổi đột ngột. Đây là thời điểm môi trường thuận lợi để nhiều vi khuẩn, virus phát triển gây bệnh. Mầm bệnh tồn tại lâu hơn trong môi trường làm tăng nguy cơ lây lan trong cộng đồng và bùng phát bệnh truyền nhiễm. Và đối tượng dễ mắc bệnh nhất không ai khác chính là những người có sức đề kháng yếu như trẻ em, người già, người có bệnh mãn tính. Khi sức đề kháng yếu, hệ thống miễn dịch suy giảm, nguy cơ mắc các bệnh lý truyền nhiễm tăng cao. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Bác sĩ của bạn với chủ đề bảo vệ người có sức đề kháng yếu trong mùa thu đông. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi cũng đã mời đến đây bác sĩ Trần Huỳnh Tấn, quản lý y khoa vùng hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC. Bác sĩ Trần Huỳnh Tấn, quản lý y khoa vùng thành phố Hồ Chí Minh thuộc hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế dự phòng. Ngay bây giờ, quý vị đã có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại quen thuộc của chương trình 0234 3826 449 hoặc fanpage VTV8 Đài Truyền hình Việt Nam để có thể gửi những câu hỏi, những thắc mắc của mình đến cho chuyên gia của chương trình ngày hôm nay. Và bộ phận trợ lý trường quay cũng đã rất sẵn sàng để tiếp nhận những câu hỏi của quý vị. Và trước tiên xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bác sĩ Trần Huỳnh Tấn. Thưa bác sĩ Trần Huỳnh Tấn, những đối tượng nào được xem là người có sức đề kháng yếu? Ban đầu thì mình phải biết là sức đề kháng là cái gì ha. Sức đề kháng là cái khả năng mà phòng lại bệnh của cơ thể của mình đối với các tác nhân gây bệnh, giống như là vi khuẩn, virus hoặc là ký sinh trùng. Những cái đối tượng mà được coi có sức đề kháng yếu á, bao gồm là những người lớn tuổi này, những người có bệnh nền, những người có bệnh mãn tính, ví dụ như là tăng huyết áp, đái tháo đường, những người mắc bệnh ung thư, những người sử dụng thuốc ức chế miễn dịch kéo dài. Trẻ em thì trẻ em dưới 5 tuổi, đặc biệt là cái nhóm tuổi dưới 12 tháng. Tiếp theo nữa là phụ nữ có thai và cái đối tượng là vừa mới bệnh xong. Đó, là những cái đối tượng này được xem là có sức đề kháng rất là yếu. Thưa bác sĩ, ở nước ta vốn là một đất nước nhiệt đới gió mùa, vậy thì những cái bệnh nào mà thường xuất hiện trong mùa thu đông mà những người có sức đề kháng yếu sẽ có nguy cơ cao mắc phải ạ? Khí hậu của nước ta thì thay đổi rất là nhiều, đặc biệt là cái lúc giao mùa. Lúc này là cái cơ hội để cho các tác nhân nó gây bệnh, nó phát triển, đặc biệt là những cái bệnh lây truyền qua đường hô hấp giống như là cúm, sởi qua bị rubella, thủy đậu, tay chân miệng, các cái bệnh về bệnh mãn tính và hô hấp nó sẽ diễn tiến rất là nặng hơn. Nếu mà mắc những cái bệnh truyền nhiễm trong mùa thu đông thì những người mà có sức đề kháng yếu thì sẽ bị ảnh hưởng như thế nào ạ? Và mùa thu đông như thế này thì ngay cả người bình thường của mình khi mà mắc bệnh gây lên cái cảm giác rất là khó chịu, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống rất là nhiều. Và đối với cái người mà có cái sức đề kháng yếu á, ví dụ như những người cao tuổi, những người có bệnh mãn tính, trẻ em hoặc là phụ nữ mang thai, khi mà mắc bệnh á, thì cái biến chứng nặng của người ta sẽ còn cao hơn rất là nhiều so với người bình thường. Và trong số đó thì có khả năng sẽ gây đến tử vong. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy qua những chia sẻ đầu tiên của bác sĩ Trần Huỳnh Tấn, chúng ta cũng đã có thể hiểu rõ hơn về mức độ nghiêm trọng khi mà người có sức đề kháng yếu không may mắc phải những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trong mùa thu đông. Và ngay sau đây xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn để tìm hiểu về tình hình dịch bệnh ở trên thế giới và nước ta hiện nay.
Theo Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, từ năm 2010 trở lại đây, mỗi năm trên thế giới có khoảng 9 đến 45 triệu trường hợp mắc cúm với khoảng 61.000 trường hợp tử vong. Đối với bệnh viêm phổi, mỗi năm thế giới có khoảng 11 triệu trẻ nhập viện và căn bệnh này đã cướp đi sinh mạng gần 2 triệu trẻ em. Riêng ở nước ta, với khoảng 2,9 triệu trẻ mắc bệnh viêm phổi mỗi năm, Việt Nam là một trong 15 quốc gia có số lượng trẻ em mắc viêm phổi nhiều nhất thế giới. Không riêng gì bệnh cúm, bệnh viêm phổi, một số bệnh truyền nhiễm khác khi mắc phải để lại nhiều biến chứng và tỷ lệ tử vong vẫn còn cao. Dịch bệnh có thể xuất hiện quanh năm, tùy từng khu vực, vùng, quốc gia, từng mùa. Với đặc điểm khí hậu ở nước ta, mùa thu đông được xem là một trong những thời điểm dịch bệnh xảy ra nhiều nhất. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Bác sĩ của bạn với chủ đề Bảo vệ người có sức đề kháng yếu trong mùa thu đông. Thưa quý vị, để phòng bệnh có hiệu quả thì một trong những biện pháp quan trọng nhất đó chính là tiêm vaccine. Vậy thưa bác sĩ Trần Huỳnh Tấn, hiện nay ở nước ta có những loại vaccine gì giúp phòng ngừa các bệnh xảy ra vào mùa thu đông ạ? Hiện tại các loại vaccine mà mình có thể sử dụng trong cái mùa thu đông như thế này là những cái vaccine ngừa về cái bệnh bảo vệ đường hô hấp của mình, giống như là vaccine cúm, vaccine phế cầu. Thứ ba nữa là vaccine ho gà, bạch hầu, uốn ván. Về các cái bệnh truyền nhiễm thì hiện tại mình có các loại vaccine giống như là sởi qua bị rubella, thủy đậu và bệnh não mô cầu. Ngoài ra có thêm những cái loại vaccine khác để tăng cường sức đề kháng của mình, giống như là cái vaccine viêm gan B, viêm gan A, viêm não Nhật Bản hoặc là thương hàn. Vậy thì cái việc tiêm vaccine, những cái loại vaccine mà bác sĩ vừa kể đến như là cúm hay phế cầu hay là sởi quai bị rubella, thì chúng ta có thể kết hợp nhiều loại vaccine trong một lần tiêm hay không? Hay là với những người có sức đề kháng yếu thì chúng ta chỉ có thể tiêm một loại một lần hay thôi ạ? Tất cả các bệnh đều có thể tiêm cho những người có sức đề kháng yếu, nhưng mà tùy theo sức khỏe của cái khách hàng đó. Khi đến với trung tâm tiêm chủng, bác sĩ đánh giá, bác sĩ khám sàng lọc, sau đó sẽ quyết định được là tiêm chủng là hôm nay sẽ tiêm loại gì, và tất cả các vaccine đều có thể phối hợp được với nhau. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái thắc mắc, đó chính là có phải là tất cả những người có sức đề kháng yếu đều cần và đều có thể tiêm tất cả những loại vaccine mà bác sĩ vừa kể đến, hay là chúng ta sẽ có một vài những cái đối tượng nào là những cái đối tượng cần phải có một cái sự đề phòng, hay là những cái trường hợp đặc biệt mà không thể tiêm vaccine được không ạ? Những cái trường hợp đặc biệt không thể tiêm vaccine là ví dụ như những người đang mắc bệnh nền nhưng mà người ta chưa có ổn định, hoặc là những người đang sử dụng thuốc và ức chế miễn dịch nè, thuốc điều trị các bệnh cấp tính. Thì khi nào mình khỏi hẳn cái bệnh và mình ngưng thuốc đúng cái thời gian quy định với từng loại thuốc khác nhau thì mình sẽ được tiêm chủng. Cái này thì chủ yếu sẽ phụ thuộc vào bác sĩ khám sàng lọc để quyết định cái buổi tiêm chủng của cái khách hàng đó như thế nào. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì khi tiêm, chúng ta có nên ưu tiên tiêm loại vaccine nào trước, tiêm loại vaccine nào sau, hay là cái khoảng thời gian giãn cách giữa các cái mũi tiêm các loại vaccine khác nhau như thế nào ạ? Chúng ta nên tiêm nhiều mũi trong một mũi tiêm để cho mình được hưởng lợi ích. Thứ nhất là được ngừa bệnh sớm nè, thứ hai là được phòng nhiều bệnh trong một lần tiêm, thứ ba là mình sẽ tiết kiệm được cái thời gian mà mình đi tiêm chủng. Về cái khoảng cách giữa các cái vaccine á, thì tùy vaccine và tùy từng trường hợp và tùy vào cái bệnh mãn tính của người ta đang mắc phải, mà bác sĩ sàng lọc sẽ xem xét, đánh giá và tư vấn cái vaccine đó cho cái khách hàng mình mong muốn tiêm. Nhiều loại vaccine nó sẽ có khoảng cách với nhau, ví dụ như các vaccine sống nếu không tiêm chung được trong cùng một buổi tiêm thì chúng ta phải tiêm cách nhau ra khoảng cách tối thiểu là một tháng. Hoặc là những cái vaccine tương tác phải cần có cái thời gian khoảng 2 tháng, 6 tháng mình mới tiêm lại với nhau được. Thưa quý vị và các bạn, như vậy thì vừa rồi bác sĩ Trần Huỳnh Tấn cũng đã cung cấp cho chúng ta rất nhiều những thông tin cần thiết liên quan đến các loại vaccine dành cho những người có hệ miễn dịch yếu trong mùa thu đông này. Và hiện tại với sự phát triển của thông tin thì nhiều người dân cũng đã hiểu rõ hơn về vai trò, tầm quan trọng của việc tiêm vaccine phòng bệnh, cũng đã chủ động đến các trung tâm tiêm chủng để phòng bệnh cho bản thân mình cũng như là người thân trong gia đình. Hôm nay, anh Lê Đắc Anh Tùng ở thành phố Huế đưa con trai của mình đến trung tâm tiêm chủng VNVC để được đội ngũ bác sĩ ở đây tư vấn và tiêm phòng vaccine.
Hôm nay mình đem cháu đến để chích vaccine phòng cúm ạ, để cho cháu có sức đề kháng về khỏi bị các dịch cúm xảy ra sau trong cộng một lần sắp tới ạ. Tôi đưa cháu đến tiêm phòng vaccine như là sợ cấp 1, rô tái virus với là viêm phế cầu. Mục đích là để bảo vệ sức khỏe an toàn của em trong mùa thu đông. Không riêng những bố mẹ đưa con trẻ tiêm vaccine, mà nhiều đối tượng có sức đề kháng yếu, hiểu được nguy cơ mắc bệnh trong mùa thu đông, nên cũng đã chủ động đi tiêm phòng. Với tôi là một người lớn tuổi, tôi thấy rằng là mình rất là dễ xuất hiện, bệnh cúm cũng là nguy hiểm, nó gây phiền phức cho mình, cho nên tôi thấy là để đảm bảo sức khỏe, cho nên là tôi thấy là tôi nên đi tiêm mũi cúm. Vâng, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng đã có thể nhận thấy được rằng ý thức phòng bệnh của người dân đang ngày càng tăng lên, không chỉ đối với những người có hệ miễn dịch yếu mà cả những người có sức khỏe bình thường. Và tiếp tục chương trình thì xin mời quý vị chúng ta sẽ trở lại câu chuyện với bác sĩ Trần Huỳnh Tấn. Thưa bác sĩ, hầu hết các loại vaccine cần được tiêm nhắc lại để duy trì miễn dịch. Vậy thì đối với những vaccine mà người có sức đề kháng yếu cần tiêm trong mùa thu đông thì những vaccine nào cần được tiêm nhắc lại và lịch tiêm nhắc thì cụ thể như thế nào ạ? Khi mà người ta có cái sức đề kháng yếu thì người ta nên tiêm những cái bệnh về cái đường hô hấp. Ví dụ như phế cầu trên 2 tuổi thì lịch tiêm của những cái người mà trên 2 tuổi chỉ cần một mũi duy nhất và không có nhắc lại. Còn trẻ em thì từ 2 tháng trở đi đã có thể tiêm được phế cầu rồi. Và tùy vào cái loại vaccine phế cầu và tùy vào cái độ tuổi của em bé mà mình sẽ có một cái phác đồ tiêm phế cầu khác nhau. Có thể tiêm 4 mũi, 3 mũi hoặc là 2 mũi. Về cúm thì đối với người lớn và trẻ trên 9 tuổi thì chúng ta chỉ cần nhắc hàng năm một lần là đủ hiệu quả bảo vệ. Còn trẻ em dưới 9 tuổi và từ 6 tháng cho tới 9 tuổi mình chưa tiêm cúm lần nào thì cái mũi cúm đầu tiên mình phải cần được nhắc cái mũi thứ hai để tăng cường cái hiệu quả bảo vệ cho em bé. Thưa bác sĩ, có nhiều người thì người ta quên mất cái lịch tiêm nhắc lại và khi mọi người nghĩ rằng quên thì lỡ rồi thì thôi luôn, từ bỏ luôn cái mũi tiêm nhắc lại thì theo bác sĩ đấy là cái hành động có nên hay không? Và việc nếu mà chúng ta quên thì có cần tiện phải đi tiêm nhắc lại ngay khi chúng ta nhớ ra hay không ạ? Những cái trẻ tiêm nhiều nhất là những cái bé mà từ 2 tháng cho tới dưới 2 tuổi là mấy bé này có lịch tiêm rất là nhiều. Thì khi mà qua cái giai đoạn 2 tuổi rồi thì cái lịch nhắc nó sẽ giãn ra, không còn nhắc đều hàng tháng nữa. Bởi vậy nên phụ huynh thì có thể quên. Như vậy thì không có nên cho lắm. Khi mình quên mà mình nhớ ra được thì mình nên đi tiêm nhắc lại cái mũi đó để cho bé nó được hưởng cái hiệu quả bảo vệ. Đối với vaccine thì tiêm trễ còn hơn là không tiêm. Dạ vâng, tiêm trễ còn hơn là không tiêm. Tuy nhiên thì rất nhiều người lớn lại cho rằng cái việc tiêm vaccine nó chỉ cần thiết đối với những người mà có bệnh nền này, rồi những em bé thôi. Còn những người mà trên 65 tuổi hay là những người tuổi cao thì cho rằng thôi, mình không cần tiêm nữa, mình già rồi không lo. Thì quan điểm của bác sĩ về cái vấn đề này như thế nào ạ? Cái quan điểm như thế này thì không có đúng lắm. Tại vì giống như mình chia sẻ ban đầu thì những người cao tuổi và càng cao tuổi thì cái hệ miễn dịch của người ta càng bị suy yếu đi theo thời gian. Cái nhóm người cao tuổi này cũng nằm trong cái nhóm đối tượng là sức đề kháng yếu. Mà sức đề kháng yếu thì càng mình càng phải nên tiêm vaccine để cho nó có cái hiệu quả bảo vệ, có kháng thể bảo vệ ở trong người để cho chống lại được cái tác nhân gây bệnh. Mà tại vì khi mà những cái người cao tuổi này mắc bệnh thì cái diễn tiến nặng và cái biến chứng nặng của người ta rất là cao hơn người bình thường rất là nhiều, tỷ lệ tử vong cũng rất là cao. Thì vừa rồi bác sĩ Trần Huỳnh Tấn cũng đã cho chúng ta thấy được tầm quan trọng của những mũi tiêm nhắc lại, không chỉ đối với riêng trẻ em, những người có bệnh lý nền mãn tính, mà cả những người cao tuổi chúng ta tưởng chừng như là không cần thiết phải tiêm những mũi nhắc lại, thì điều này lại vô cùng là cần thiết. Vâng, và thưa bác sĩ, có những cái lưu ý nào trước và sau khi tiêm vaccine, đặc biệt là đối với những người có sức đề kháng yếu hay không ạ? Những người mà có bệnh mãn tính hoặc là đang điều trị thuốc dài hạn thì cái công việc của các cái đối tượng này cần phải làm trước khi đi tiêm chủng là phải chuẩn bị đầy đủ tất cả các giấy tờ về cái bệnh của mình, đơn thuốc nè, hồ sơ bệnh án nè, để đem lại cho cái bác sĩ khám tiêm chủng, khám sàng lọc trước tiêm, xem thử cái bệnh của mình là như thế nào, có ổn định hay không, mới quyết định được cái buổi tiêm chủng có diễn ra hay không.
Thường thì sau khi tiêm chủng thì bác sĩ sẽ dặn dò là về nhà theo dõi như thế nào. Khi mà về nhà thì tùy vào từng đối tượng và tùy vào từng cái bệnh nền mà người ta mắc thì có những cái theo dõi khác nhau. Bác sĩ khám sàng lọc sẽ hướng dẫn trong cái buổi khám tiêm chủng và cái điều mà mình cần là phải tuân thủ theo cái hướng dẫn của bác sĩ. Xin được cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì chương trình của chúng tôi cũng đã nhận được tín hiệu cần kết nối của một vị khán giả đã gọi điện về thông qua số điện thoại của chương trình. Và ngay bây giờ xin mời bộ phận trợ lý trường quay sẽ hỗ trợ chúng tôi kết nối vị khán giả này với bác sĩ Trần Huỳnh Tấn ạ. Xin chào bác sĩ. Bố em năm nay 50 tuổi, 3 năm trước thì bố em từng mắc bệnh lao phổi. Bây giờ thì thỉnh thoảng trở trời bố em ho thì có xuất hiện đờm. Bây giờ liệu tiêm vaccine phế cầu cho bố em có hiệu quả không ạ? Nếu tiêm thì tiêm mấy mũi và tiêm nhắc lại như thế nào? Nhờ bác sĩ tư vấn giúp em. Cảm ơn bác sĩ. Bố của em là có cái bệnh nền về phổi. Thì cái vaccine phế cầu thì hiện tại không có cái độ tuổi giới hạn ở cho tiêm vaccine. Bởi vậy nên bố em hiện tại bệnh nền phổi đang ổn định thì có thể cầm hết tất cả các hồ sơ liên quan đến cái bệnh lý của bố em đang điều trị đem lại cho bác sĩ khám sàng lọc, người ta sẽ khám và quyết định cái mũi tiêm phế cầu này cho mình. Nếu được tiêm thì phế cầu này mình chỉ tiêm một mũi duy nhất và không có mũi nhắc lại. Xin được cảm ơn bác sĩ với phần giải đáp thắc mắc vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh việc tiêm vaccine thì cách nâng cao sức khỏe bằng những chế độ vận động, đảm bảo chế độ dinh dưỡng khoa học cũng như tạo những thói quen tích cực sẽ giúp cho chúng ta có một sức khỏe thật tốt, bảo vệ sức khỏe trước những dịch bệnh nguy hiểm trong mùa thu đông này. Và sau đây sẽ là một vài chia sẻ của chương trình đến với quý vị khán giả thông qua clip ngắn sau đây. Cách phòng bệnh mùa thu đông. Cần cân đối các nhóm dưỡng chất, ăn đủ chất, đảm bảo dinh dưỡng, nên ăn nhiều trái cây. Thường xuyên vận động để hệ miễn dịch hoạt động tốt, nên tập thể dục khoảng 30 phút đến 1 tiếng mỗi ngày. Mùa thu đông, cơ thể dễ bị cảm lạnh, vì vậy cần giữ ấm cổ, ngực, lưng, đặc biệt là gan bàn chân. Nên đeo khẩu trang để ngăn ngừa virus, vi khuẩn lây qua đường hô hấp khi ra ngoài. Vừa rồi là một vài những lưu ý để quý vị khán giả có thể phòng bệnh trong mùa thu đông. Ngay sau đây sẽ là chủ đề của chương trình Bác sĩ của bạn tuần sau. Viêm màng não do não mô cầu khuẩn là căn bệnh nhiễm khuẩn cấp tính nguy hiểm. Bệnh tiến triển nhanh và gây ra các biến chứng nặng nề. Mỗi năm trên thế giới có khoảng 1,2 triệu ca bệnh, trong đó có khoảng 135.000 ca tử vong. Đón xem chương trình Bác sĩ của bạn, viêm màng não và vaccine phòng bệnh thế hệ mới. 19:35 thứ sáu ngày 23 tháng 9 năm 2022 trên VTV8. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay, quý vị đã có thể hiểu rõ hơn về những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có thể mắc phải trong mùa thu đông, đặc biệt đối với những người có sức đề kháng yếu và những loại vaccine cần thiết giúp chúng ta có thể chủ động phòng ngừa dịch bệnh trong mùa thu đông. Vâng, mà một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Trần Huỳnh Tấn đã dành thời gian tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn hệ thống trung tâm tiêm chủng dành cho trẻ em và người lớn VNVC đã đồng hành cùng với chương trình. Ngay sau đây như thường lệ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần giải đáp thắc mắc những câu hỏi mà quý vị khán giả đã gửi về thông qua fanpage VTV8 Đài Truyền hình Việt Nam.